Sáng qua ngày 22 tháng 5, ngày thứ 6 trong tuần cấm túc huân tu của lãnh đạo giảng viên và tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Đức quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện đã thiền hành cùng hơn 1.200 hành giả. Bên cạnh thời khóa theo quy củ thiền môn, trong thời gian này nhiều hoạt động như thuyết giảng, tọa đàm, chia sẻ, thảo luận về các công tác đào tạo đã diễn ra nhằm góp ý điều chỉnh chương trình đào tạo tăng ni đạt kết quả tốt hơn theo hướng hài hòa giữa pháp học và pháp hành. Hiện học viện có điểm nội trú tại cơ sở 2 của học viện dành cho tăng và chùa Thanh Tâm dành cho ni, tu học theo mô hình Phật học viện miễn phí hoàn toàn. Được biết, khóa huân tu cấm túc kết thúc vào hôm nay, chương trình tu học của tăng ni sinh sẽ được tiếp tục theo nội quy của học viện. Cùng thời gian này, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã khai khóa an cư 2022 với gần 500 hành giả là tăng ni sinh các hệ cao đẳng, liên thông, cử nhân, đại học, tiến sĩ. Tại đây, Hòa thượng Thích Thanh Đạt, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện, đường chủ hạ trường chia sẻ về tầm quan trọng của việc an cư đối với người đệ tử xuất gia. Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện giảng giải Kinh Kim Cương Tam Muội, đồng thời nhắc nhở tăng ni sinh cần tinh tấn tu học để toàn thể hành giả đạt kết quả trong 3 tháng tu học sắp tới. Nghiêm túc, tập trung, đó là không khí mỗi buổi học của tăng ni sinh trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre. Chính thức hoạt động từ năm 2010, đến nay tròn 12 năm, trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre đã đào tạo được 3 khóa và tốt nghiệp ra trường. Trường đào tạo hệ chính quy, giảng dạy theo chương trình của Ban Giáo dục Phật giáo Trung ương với hệ nội điển gồm Kinh, Luật, Luận, ngoại điển gồm Hán văn, Anh văn, Văn học, Lịch sử Việt Nam, Pháp luật Nhà nước và Tin học căn bản. Trong học kỳ vừa qua thì hầu như tất cả các môn thì môn nào con cũng đều yêu thích, nhưng mà môn mà con yêu thích nhất thì có thể là môn Hán văn. Tại vì tất cả các kinh điển để lại từ các chư tổ thì cũng đều là sử dụng chữ Hán, sau đó dịch sang tiếng Việt. Thì khi học chữ Hán thì quý thầy giáo thọ cũng dạy cho chúng con rất là nhiều và chúng con cũng rất là vui mừng. Tất cả tăng ni sinh đang theo học tại trường đều sinh hoạt nội trú, tăng sinh tại chùa Viên Minh và ni sinh tại chùa Bạch Vân. Không chỉ tô bồi kiến thức, nhà trường còn hướng tăng ni sinh về rèn luyện thân thể, sức khỏe. Tăng ni sinh cũng phải đưa cái sự học của mình, nhất là trong cái môn mà tỳ ni nhật dụng, để thực tập cái đời sống chánh niệm, tỉnh thức trong cái sinh hoạt hàng ngày. Cái việc tu học nó không chỉ được biểu hiện ở ngay lớp học, ở ngay những cái thời khóa trên chánh điện, mà ngay trong cái đời sống, nếp sống sinh hoạt thiền môn hàng ngày, từ cái việc nấu ăn cho đến mà chấp tác lao động, cho đến ngay cái thời khắc mà ngồi dùng cơm. Để đảm bảo chất lượng đào tạo và giảng dạy, Ban giám hiệu đã thỉnh mời các vị tiến sĩ, thạc sĩ Phật học và giảng sư có trình độ chuyên về nội điển cùng giáo viên giàu kinh nghiệm về hỗ trợ. Điều này cho thấy sự quan tâm sâu sát của Chư Tôn Đức Phật giáo Bến Tre với công tác giáo dục của tỉnh nhà. Sau này tôi sẽ tiếp tục học đến học viện. Nếu mà học xong học viện thì có thời gian thì tôi sẽ học thêm lên nữa, và để sau này để có thể cống hiến cho giáo hội Phật giáo của chúng ta. Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bến Tre là muốn đào tạo các em tại đây có một cái nền tảng tốt để sau khi đó các em tiến bước lên một cái chương trình cao hơn, ví dụ như là cao đẳng Phật học, ví dụ như là cử nhân Phật học là hiện nay ở trên Học viện Phật giáo Việt Nam, để cho các em có một cái tư liệu ở trong người để cho các em tiến xa hơn nữa, để có một cái trình độ tốt nhất để các em lên, các em không bị bỡ ngỡ. Nghiêm trì giới luật, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội, đó là tôn chỉ Phật sự của toàn thể tăng ni Phật giáo Bến Tre nói chung và trường Trung cấp Phật học tỉnh nói riêng. 56 tăng ni sinh khóa 4 được hy vọng là thế hệ kế thừa, góp sức đưa Phật giáo xứ Dừa ngày càng phát triển vững mạnh. Trong 2 ngày cuối tuần từ 21 đến 22 tháng 5, Chư Tăng Ni Phật tử tỉnh Quảng Ninh được Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh chia sẻ về 2 chuyên đề: xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới và xây dựng thế trận an ninh an toàn trong tình hình mới. Cũng trong dịp này, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng trình bày về tinh thần hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam, giúp Phật tử địa phương hiểu hơn về truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, cũng như trách nhiệm và sứ mệnh với đất nước. Lễ phát động nhằm kêu gọi bà con nhân dân, tín đồ các tôn giáo nâng cao ý thức, trách nhiệm và cùng chung tay bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực.
Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Điện Bàn đã ra quân trồng một tuyến đường cây xanh. Được biết, trong thời gian vừa qua, Phật giáo địa phương luôn kêu gọi các tự viện tích cực đóng góp xây dựng mô hình mỗi cơ sở tự viện, tín đồ đều chung tay góp sức làm sạch khu dân cư, xóm làng. Dự kiến, mô hình tôn giáo bảo vệ môi trường cũng sẽ được phát động tại các huyện thị khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.